Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha. Những cái like và những cái chia sẻ của anh em là niềm động lực của mình để phát tán những cái video mới nhất, hay nhất và lạ nhất về những cái con game MU Mobile nha anh em. Tiếp tục hôm nay nối tiếp sự thành công của một cái event rực rỡ. Hôm nay mình vào trong đây review một cái cây đồ còn gọi là siêu whip thiên thần nha anh em. Ở đây mình có một cái chế độ là cấp độ level cộng 15, anh em thấy không, mọc sừng tùa lưa hột me hết. Ở đây là một con nhân vật khác và cũng rất là lâu rồi mình mới cho lên sóng lại. Lúc trước ở trong cái hạt của mình cũng có một con đất quay, nhưng đất quay của mình là đất quay cỏ nha. Đây là một cái thể loại game MMO có tên là ERA of Logenkia, game MU Mobile huyền thoại sắp sửa đang cạnh tranh với một cái con game MU Ta Căng. Thì game MU Ta Căng hiện giờ đang háo hức từng ngày từng giờ và ngày mai là sẽ test. Hôm nay vào trong đây review trước đi, ngày mai test tính sao anh em. Bước vào vấn đề chính và chuẩn của chúng ta, vào trong một cái ạc. Một cái ạc này cho chúng ta được gì? Một cái ạc này cho chúng ta full một cái set đồ cộng 15, cấp độ là 6 sao. Cho anh em xem qua một lượt, cái mũ cộng 15, cái áo cộng 15, cái quần đùi cộng 15, cái tay cộng 15, tiếp theo là một cái chân cũng cộng 15 luôn. Vì sao mà anh ta lại huyền thoại và lại đẹp như vậy? Vì là cái ạc này rất là chịu chơi và chịu chơi. Đối với một con class Dark Wild còn gọi là Swordmaster thì anh ta sở hữu một cái set sword hồng là không thể thiếu trong các loại game MU của anh em đang chơi. Đấy, rất là huyền thoại và chuẩn luôn. Ở đây cầm một cây thiên sứ thì nó cũng rất là hoài niệm nha anh em. Nhưng thật là tiếc nó không cầm được cây gậy gồng. Nếu mà nó cầm được cây gậy gồng á thì là trên cả tuyệt vời. Và ở đây cho chúng ta một cái gì đó nó hơi sai sai chút xíu là không có một cái khiên ma thực hoặc là cái khiên le gành. Khiên ma thực cũng đẹp, khiên le gành cũng đẹp, hoặc là cái anh em đeo cho mình một cái khiên sắt thì nó lại càng đẹp hơn. Ở đây là cho chúng ta một cái khiên xương anh em ạ. Nó hơi sai sai chút xíu nhưng mà cấp độ của nó rất là cao. Cấp độ nó lên tới 5 sao rồi anh em. Đi thẳng vào vấn đề chính thì mình sẽ cho anh em xem lại. Đây là mũ triệu hồn, độ gia cường của nó lên là cộng 15, 6 sao. Ở đây cho chúng ta là lực phòng thủ là 1062. Tiếp theo là giảm sát thương của đối thủ 4%. Không có up harmony thật là tiếc cho cái một set đồ. Nếu mà có up harmony là giảm sát thương của đối thủ cái nữa thì trên cả tuyệt vời anh em à. Không còn cái gì để bàn cãi, như gì thôi là anh em đã gớt rất rất là nhiều lúa rồi. Hôm nay thì mình vào trong đây sở hữu được một cái ạc để review cho anh em xem. Các anh em nhìn vào thông tin, các anh em có thể là comment, chia sẻ, góp ý giúp kênh càng ngày càng phát triển nha. Đây là bộ đồ 6 sao nha anh em. Các anh em nhớ là giảm sát thương 4%. Tiếp theo là mình qua một cái áo. Cái lượng thủ của cái áo nó cao hơn cái mũ cực kỳ cao. Nó sẽ cho chúng ta là 1556 thủ. Tiếp theo nè, tăng sức khỏe. Ủa ông này mới bệnh hay gì anh em? Mới bệnh hay gì mà tăng sức khỏe? Tại sao không có cái dòng mà giảm sát thương mà lại cái dòng tăng sức khỏe? Và ở dưới đây có một cái điều nè, giảm sát thương chỉ 3% thôi, mình thấp hơn cái mũ là 1%. Nó không có đồng đều anh em. Nếu mà nó phải từ là 4 hết full set đồ thì khó mà để đam được cái con đất quay. Con nách quay cái nội tại của nó là thủ nó rất là trâu. Máu á thì nó cũng tương đối thôi, đam nó cũng tương đối thôi. Nhưng có một cái là nó thủ cực kỳ trâu anh em à. Ngang đồ với nó gọi anh em khó quánh vô nó lắm. Nên như vậy nó thêm một cái dòng giảm sát thương. Và giảm sát thương của cái dòng mà cơ bản của bộ đồ cái nữa thì thôi, khó lòng nào mà đỡ vô được. Ở đây là tăng lượng máu chúng ta là 20.000, tỷ lệ phòng thủ lên là 6.230, là khả năng phòng thủ thêm là 20%. Các anh em nghĩ là đường nào quánh thấp? Bây giờ nó đứng không cho anh em quánh luôn, không ai quánh vô nó được, trừ khi là những anh em nào quánh là loại bỏ phòng thủ như là cái con GF thôi, đánh thẳng vào trong máu thì có cửa hoặc mai. Còn những anh em nào phá giáp, phá HD, phá thủ rồi mới vô trong HP thì thôi, nó đứng đó nó cừ trong một buổi, các anh em quánh chưa vô. Tiếp theo là một cái quần, một cái quần cũng y chang một cái áo luôn. Cái quần cho chúng ta cái lượng thủ cũng khá là cao, 1556, gia cường lên cộng 15, cấp độ là 6 sao luôn. Ở đây cho chúng ta là giảm sát thương chỉ có 3% thôi, còn những cái dòng mà thuộc tính năng cao á nó cũng đều y chang. Tại vì biết vì sao không? Tại vì cái bộ đồ này gia cường lên là max cấp bài cộng 15, không thể nào qua qua cộng 16 được. Nên những cái là tăng máu, tỷ lệ phòng thủ và tăng khả năng phòng thủ nó cũng là y chang với nhau thôi. Nó chỉ có khác là cái cấp độ nè, lực phòng thủ nó sẽ khác nè, và giảm sát thương nó sẽ khác. Anh em nhìn kỹ, có thể là xem tới xem lui ủng hộ clip và nhìn cho kỹ nha. Tiếp theo là một cái tay, cũng là gia cường cộng là 15. Ở đây là cũng là tăng sức mạnh lên thêm một cái up harmony. Nhưng mà cái này cũng không cần thiết nha, tại con pháp sư mà. Giảm sát thương của đối thủ 3%, nó cũng là y chang với cái quần, nó không có lên được 4%. Nhưng mà nó sẽ có nè,
Các anh em nhìn trên này nó sẽ khác nè. Tỷ lệ phòng thủ nó chỉ có là 568. Nên là rất là rõ ràng không? Đây cái quần. Cái quần ở đây là 1556. Ở đây nó chỉ là có là 568 thôi anh em. Nếu mà nó lên full bộ đồ là 1556 nữa thì lượng thủ của con nách quay này thôi. Ôi dồi ôi luôn. Nó như là bê tông anh em ạ. Khó có lòng nào mà để phá vỡ được. Ở đây là một cái chăn. Cái chăn cho chúng ta nè. Giảm sát thương của cái ốp đồ là 3%. Cái dòng mà tính năng nâng cao cũng y chang. Gia cường cộng 15, cấp độ là 6 sao. Nhưng mà cái lực phòng thủ nó lại còn bé hơn. 568. Ở đây một món 568, hai món là 568. Tới cái món này nó lên là 1556 nè. Tiếp theo món này cũng là 1556. Cái mũ cho chúng ta nè, 1062. Thì cái bộ đồ này các anh em để ý cho kỹ, nhìn cho rõ là các anh em sẽ biết là lực phòng thủ nó sẽ chia ra nhiều món đồ. Tay và chân là thủ thấp nhất, mũ áo quần là ba con đó nó sẽ thủ ngang với nhau. Tổng quan thì cái set của mình nè, giảm sát thương 4%, tiếp theo này là 3%, cái quần 3%, cái tay là 3%, cuối cùng là cái chân cũng là 3%. Như vậy là cái set này còn gọi là 1 số 4 và 4 số 3. Thường thường thì người ta nói là giảm sát thương 4 rồi full 4 số 3. Và cái nhân vật chính làm nên tên tuổi sức mạnh của em ấy, đó là phải nhờ một cây gậy. Cây gậy ở đây nó không cho chúng ta cái lực tay, tại vì con này nó đi thiên về bên phép thì chúng ta phải lấy là cái đam phép. Ở đây là tăng 202% phép thuật, rất là ngon. Gia cường cho chúng ta là cộng lên 15 là hết cộng được nè. Tỷ lệ tấn công thành công BBB là cộng 5. Nếu nó nằm ở chế độ HD thì nó sẽ là siêu whip, còn nó nằm ở chế độ này thì cũng chưa có ưng cái bụng lắm. Và ở đây cho chúng ta là tính năng nâng cao nè, tỷ lệ tấn công cộng thêm là 6880 nè, sát thương hoàn hảo là 12% nè, 3% giảm tốc độ đánh của đối phương và 15% trong 3 giây. Thì như vậy các anh em thấy à, nó giảm tốc độ của mình nè, rồi nó có sát thương hoàn hảo tăng thêm nè, rồi tỷ lệ tấn công của nó là rất là cao, nhưng bù lại là nó không có cái dòng HD thì phá giáp HD nó hơi lâu hơn người ta chút xíu. Tuy là người ta cái bộ đồ cây vũ khí người ta 5 sao đi, nhưng mà người ta cộng 15 người ta có dòng HD nữa thì cái cây này là làm không lợi nha anh em. Tại có cái HD nó rất là hiệu quả, nó rất là ngon, là theo là phải cho chúng ta một cái win. Cái win này nó gần mắc pin chứ nó chưa được mắc pin. Mắc pin ở cái cấp độ là level 1. Level 1 của cái win là còn gọi là win cấp 1. Cộng 14 thôi anh em. Chỉ một nút nữa mà anh gán không nổi. Hình như là bác nói là bác hết nổi gì đó. Ở đây là cho chúng ta hai dòng lúc thiếu một cái dòng. Anh em biết dòng gì không? Tăng sức mạnh là cái dòng offline. Đập cái dòng offline vô thì nó sẽ tăng cho chúng ta sức mạnh là 28 nữa. Nó rất là ngon. Nhưng như gì thôi là các anh em thấy nè. Sát thương tăng thêm là 40% nè, sát thương hấp thụ là 40% nè, tốc độ di chuyển nè. Và ở đây là phòng thủ cho chúng ta là 51. Ở cái giai đoạn như gì, các anh em lên được cái bộ đồ cộng 15, cấp 6, cái win cộng 14, cây gậy cộng 15. Tiếp theo là một cái khiên cộng 11. Cái khiên này cực kỳ lép của một cái cây đồ này. Tại vì biết gì sao không? Nó chỉ là có khả năng né đòn nè, gia tăng lượng HP nè. Tại sao nó không có cái dòng mà giảm sát thương anh em? Nó có thêm một cái dòng là giảm sát thương cái nữa thì cái khiên này chắc chắn là mình nghĩ sẽ lên cộng 15. Tại vì hai cái ốp này cũng không có cần thiết mà để lên cộng 15 để làm gì, cho nó phí ngọc ra. Có được một cái khiên 5 sao, có được một cái dòng là giảm sát thương, thêm một cái dòng HP nữa cái nữa, thì cái khiên này nếu mà cộng lên 16 được thì mình cũng suối chủ ạc cộng lên 16 luôn. Đậu xanh chứ nó đẹp cực kỳ. Tăng cái lượng HP cộng 9 thì như gì cũng không có cần thiết lắm. Nếu mà nó nằm ở chế độ là giảm sát thương nữa thì nó lại càng ngon nữa. Cái khiên này cũng không có cái gì quá cao sang để mà mình chú ý tới. Con cặp nhẫn và dây chuyền đây. Nhẫn và dây chuyền là phản hồi sát thương. Phản hồi sát thương dành cho con nách quay này thì cũng không có cần thiết. Chỉ là lấy cái này đây, tăng lượng máu nè và khả năng phục hồi máu khi mà mình đi BK. Chỉ là cộng 9 lên, lấy hai cái dòng này thôi. Còn cái dòng mà phản hồi sát thương là bỏ, vứt, không cần đâu. Tại vì con này là phải lấy là giảm sát thương là chỉnh vào cái dòng của con nách quay. Tại vì sao cái con game này mà nó thiên về cái dòng giảm sát thương anh em? Con GF cũng vậy, con DK cũng vậy, con cung nữ cũng vậy, con MG cũng vậy. Con nào cũng có dòng giảm sát thương, nhưng mà cái dòng giảm sát thương nó dành cho con nào? Chuẩn nhất là cái con là đách quay nha anh em. Cái dòng giảm sát thương là cái dòng 100% thiên về từ thạo thiên lập địa mà tổ tông người ta đã đưa ra cho con đách quay này, là giảm sát thương và né, hoặc là giảm sát thương và HP. Tốt nhất là cái con này là giảm sát thương và né, thì các anh em không có đường nào mà để BK được với cái con đách quay. Hứa với anh em luôn. Thì mấy cái bộ này, các anh em sát thương pháp thuật cộng 1%. Nếu mà lấy hoàn hảo cũng được, mà sát thương pháp thuật cũng được. Chủ yếu là mấy cái này cộng 9 lên đặng lấy cái lượng máu thôi anh em, chứ không phải là mình lấy mấy cái ốp phụ. Mấy ốp phụ cũng cần thiết, cũng quan trọng, nhưng mà nó bán cái giá cực kỳ đắt. Theo mình nghĩ thì cũng không có cần thiết phải đầu tư như vậy. Nếu mà có cộng 9 là đẹp rồi, chứ không cần phải bon chen là cái này là phải giảm sát thương 1% hay là giảm sát thương 2%, thì mấy cái đó mấy ông kia ông hét giá rất là cao. Cùi mía, cùi bắp mấy ông cũng bán là 3-4k bình thường. Tổng quan vô một cái ạc thì các anh em thấy không? Cực kỳ whip, cực kỳ ngon lành ở một cái chế độ là mình trải nghiệm, mình chơi vườn BK. Thì đây cũng là một cái ạc
lớn nha anh em, chứ không phải là ạt nhỏ ạt đùa đâu. Nếu mà dân cày của chúng ta farm lên một cái món đồ cộng 15 thôi là đã chẳng hay rồi, chứ khỏi chi mà lên full đồ cộng 15 như vậy. Nói với cái chế độ cộng 11 thôi, mình nói cộng 15 thì nó hơi xa quá. Dân cày mà cộng 15 cái gì thôi, full cái bộ đồ cộng 11 thôi là anh em đã cày bục mặt ra rồi. Như hiện tại các anh em không, 10 người là hết 8 người mặc đồ cộng 9 à. Chết khi nào người ta lên lỡ gì lắm, lên lỡ như gì á thì người ta chỉ là nâng cấp lên thôi. Còn không thì cứ đại cộng chín mà dùng, để nhiều khi mình gom được lúa rồi mình có thể là mình nâng cấp lên nữa. Nếu mà cộng cao như gì đây, ví dụ là như gì, nó ra chế độ cấp độ đồ 7 sao, mình nâng lên đồ 7 sao thì cái con số 15 của mình sẽ mắc. Trong khi đó mình đã bỏ vô rất rất là nhiều nguyên liệu ngọc, da ve, bùa, rồi gen, rồi công sức của mình ra, bỏ vô rất là nhiều, nhưng mà nâng lên đồ 7 sao là nó sẽ về mo, nó dễ về không. Thì như vậy các anh em thấy nó phí không? Những món đồ nào giá trị ngay thời điểm hiện tại, nếu mà có kinh phí thì các anh em đung lên, còn không có kinh phí thì các anh em cứ để vậy bơi cày với nhau. Gà mình bơi cày với gà, gà đừng có đem đi bơi cày với vịt là được rồi anh em. Vì đây là một cái ạt có người bảo kê và có được chia cái doanh thu khi mà mình farm bot, thì như vậy người ta sẽ có cái phần nào đó là một cái doanh thu mặc định. Mặc định là sao? Khi mà mỗi tuần thì tự động cái nguồn doanh thu nó sẽ về, hoặc là mỗi ngày thì nguồn doanh thu nó sẽ về. Ví dụ là ở farm bot một ngày đi, anh em chia đều ra mỗi một người là 2k hoặc là 3k doanh gì đó, cái đó là mình ví dụ nha, thì người ta sẽ tích lại nguồn thu tự động đó anh em. Chỉ cần tham gia bot thôi, theo yêu cầu của top nha. Nếu top yêu cầu anh em đồ 5 sao thì các anh em phải gắn bò lại 5 sao. Còn nếu mà anh em 4 sao thì coi như là loại kiếp ra luôn, chứ khỏi cần phép nó kiếp luôn. Người ta yêu cầu anh em 4 sao anh em phải 4, người ta yêu cầu anh 5 anh em phải 5. Như vậy các anh em mới chia được cái nguồn thu, còn không thì các anh em không có nhận được gì hết. Các anh em chỉ vào trong cái gui mình anh em, gui lâm bang luôn, chào đón và tiếp nhận tất cả những anh em nào đam mê thể loại game mu vào trong đây. Chủ yếu chăm on không on mình cũng vẫn kích bình thường, chứ không có gì hết. Anh em nào chăm on thì mình chờ, tại vì trong một cái gui nó giới hạn người. Nếu mà nó không giới hạn người mình bỏ anh em đó 2-3 năm trời không sao, tại vì giới hạn người mình đó, thì mình vào trong đây cần những anh em nào vào trong đây để ủng hộ, góp ý, chia sẻ, trao đổi từ ở ngoài vui rồi từ ở ngoài kênh, anh em mình trao đổi cho nó vui. Để vào trong đó cho nó full 50 người, chỉ có 2-3 người mở lên thì nó thật là trong vắng anh em ạ. À, nói như vậy anh em biết ha. Thì video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau. Chừng nữa mình sẽ xin ý cái chủ ạc review cái bản master chuẩn BK, review một cái bản điểm chuẩn BK. Anh em đón chờ vào cái tập sau, mình sẽ review master và review cái lượng bon cho anh em nha.